nằm án ngữ tại vị trí kết nối giữa ba châu và hai biển, Đông Nam Á sừng sững khơi lên ý nghĩa địa chính trị đầy màu sắc bức tranh tự do Mỹ và bàn cờ phục hưng Trung Quốc. Không đơn thuần là địa lý khô cứng, mà ngay từ bên trong, sự vận động nhịp nhàng của các nước ASEAN với nhiều thế mạnh khác bắt đầu mở rộng. Trong những năm gần đây, Đông Nam Á đang được kỳ vọng là tương lai của châu Á, thậm chí là của thế giới hậu hiện đại. Tuy nhiên, Đông Nam Á tự thân chưa đủ quan trọng bởi nó đang nằm trong sự ràng buộc lợi ích của Mỹ và Trung Quốc. Hai quốc gia mặc dù là kẻ thù của nhau, nhưng sau những nỗ lực nối lại quan hệ ngoại giao từ những năm 1979, sự hận thù cũng dần xóa bỏ. Song, về bản chất, mong muốn trở thành số một thế giới về tham vọng quyền lực vẫn khiến Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh gay gắt. Để tiến hành chèn ép đối thủ, Mỹ nhằm vào Đông Nam Á bởi đó là nơi Trung Quốc đang tìm cách mở rộng. Theo một lẽ dĩ nhiên, Đông Nam Á trở thành chốt chặn quyền lực trọng yếu của cả Mỹ và Trung Quốc. Nếu đánh mất địa bàn này, một trong hai sẽ sa lầy sâu vào bủng bùn của trò chơi quyền lực có tổng bằng không. Để có thể hiểu rõ hơn về Đông Nam Á trong toan tính của Mỹ và Trung Quốc, bài viết của tác giả Quang Khải trên website của Spyroom sẽ cố gắng giải thích ảnh hưởng chung của khu vực Đông Nam Á đối với hai nước, sau đó đến từng lợi ích riêng biệt của các quốc gia này. Trước khi đi tiếp thì Spyroom có một thông tin rất quan trọng cần chia sẻ với các bạn, đó là talk show Em Út của nhà nhện Spyroom mới đây đã có màn debut và sẽ là điểm dừng chân tiếp theo cho những khán giả đam mê podcast. Talk show sẽ tập trung hoàn toàn vào việc làm podcast thông qua ba show chính là Society, podcast dùng góc nhìn khoa học để lý giải thế giới với khách mời là những thạc sĩ, tiến sĩ có tiếng trong từng mảng. The Creator, podcast đào sâu vào hành trình và bí quyết thành công ở mảnh đất làm sáng tạo. Và thứ ba là A Bittersweet Life, nơi chúng mình chia sẻ những câu chuyện đắng cay ngọt bùi của cuộc sống để giúp người nghe cảm thấy yêu đời hơn. Link dẫn đến talk show sẽ được chúng mình để ở dưới phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì quay trở về với chủ đề chính ngay thế nào. Quá khứ của phương Tây, tương lai của châu Á. Đông Nam Á, Southeast Asia, có cấu trúc địa lý nằm ở phía đông, nam của châu Á. Nơi đây là tiếp giáp của hai đại dương lớn trên thế giới là Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đồng thời là nơi trung chuyển kết nối giữa các lục địa Á, Phi, lục địa Mỹ và lục địa Úc. Về cấu trúc địa lý bên trong, Đông Nam Á gồm hai bộ phận, Đông Nam Á lục địa và nước hải đảo. Ngoài trừ Timor-Leste, các nước cùng nhau góp mặt trong tổ chức quốc tế liên quốc gia ASEAN. Đối với khu vực Đông Nam Á lục địa, hay còn được biết tới trong lịch sử là bán đảo Đông Dương, bao gồm 6 quốc gia là Myanmar, Thái Lan, Lào, Cambodia, Việt Nam và bán đảo Malaysia. Khu vực hải đảo của Đông Nam Á là tập hợp chung của Brunei, Đông Malaysia, Đông Timor, Indonesia, Philippines và Singapore. Tổng diện tích toàn khu vực hơn 4,5 triệu km2, dân số ước tính vào năm 2022 khoảng 678,1 triệu người. Vị trí đắc địa, tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực dồi dào, tiềm năng phát triển của khu vực này là rất lớn. Trong quá khứ, khu vực Đông Nam Á có đóng góp to lớn về sự phát triển mạnh mẽ vào nền văn minh nhân loại từ đầu công nguyên đến thế kỷ thứ 12-13. Các nhà sử học đánh giá khu vực Đông Nam Á xứng đáng được coi là ở vị trí đứng đầu thế giới về phát triển về trình độ văn hóa, giá trị tinh thần, đạo đức. Nhưng đồng thời, khu vực này cũng gặp nhiều thách thức, đó là bị cắt nhỏ, khó phát triển cả bề rộng lẫn bề sâu. Chế độ phong kiến chuyên quyền đang xen chế độ thủ lĩnh bộ tộc, bộ lạc cũng kìm hãm sự phát triển của xã hội. Năm 1511 đánh dấu cột mốc hình thành địa chính trị quan trọng của khu vực Đông Nam Á trong chiến lược quốc tế và đồng thời cũng là năm chấm dứt chế độ phong kiến ở các quốc gia. Thời điểm này là lúc chủ nghĩa thực dân mở rộng xâm lược hướng đến châu Á. Các quốc gia bắt đầu trỗi dậy giành độc lập và mấu chốt trong việc nâng ảnh hưởng địa chính trị của khu vực. Sự tác động của các nước đế quốc tại Đông Nam Á buộc họ phải trải qua các giai đoạn cam go về xác định, lựa chọn và tìm kiếm thể chế chính trị cũng như hệ tư tưởng cho đất nước. Tuy bằng những con đường khác nhau, xuất phát điểm cũng không đồng đều, nhưng chúng vẫn đã tạo nên một bức tranh đa dạng, tổng hòa các quốc gia Đông Nam Á trong quá trình liên kết khu vực, khởi động với việc thành lập ASEAN vào năm 1967. Tuy vậy, sự đa dạng cũng tạo ra một lỗ hổng lớn trong vấn đề đoàn kết khu vực khối, tổ chức liên quốc gia trong quá khứ. Chiến tranh lạnh khiến các quốc gia Đông Nam Á bị chia thành hai dạng thể chế chính trị rõ rệt. Vào nửa thế kỷ thứ 20, ngay cái tên khu vực Đông Nam Á còn không thống nhất, thậm chí không có tên gọi được công nhận chung. Bởi khu vực này vốn chỉ được điền tên trong chiến lược của các quốc gia khác nhau với tư cách đặc thù, tùy chiến lược của từng nước. Nước Pháp thời thực dân chủ yếu sử dụng Viễn Đông thuộc Pháp là cách gọi phổ biến. Đặc biệt, theo cách gọi của các nhà hàng hải thời đó, khu vực này được gọi là châu Á gió mùa. Nhìn chung, vào giai đoạn này, các học giả Âu Mỹ thường sử dụng thuật ngữ Southeast Asia, Lassie da Sud-Est, hàm ý Đông Nam Á là bổ ngữ của châu Á. Mãi cho đến khi chiến tranh lạnh vào giai đoạn căng thẳng nhất, các tài liệu học thuật bắt đầu để tâm đến khu vực này và cho nó một cái tên hoàn chỉnh, tạo tiền đề cho các tài liệu nghiên cứu về sau.
như Một lịch sử Đông Nam Á của D.G. Hall, A History of Southeast Asia, London năm 1960. Đây là công trình đầu tiên sử dụng tên gọi Đông Nam Á. Tương tự, quyển Đông Nam Á, một nhập đề lịch sử của Milton Osborne, Australia năm 1979, cũng bắt đầu kế thừa việc xác định tên gọi khu vực cho đối tượng nghiên cứu của mình. Hậu chiến tranh lạnh, Đông Nam Á bước vào một thời kỳ phát triển mới. Một trong những nhân tố chủ đạo vẽ nên bức tranh toàn cảnh của Đông Nam Á thời kỳ này là tiến trình liên kết khu vực. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm, các nước Đông Nam Á đã hoàn tất quá trình khu vực hóa, được bắt đầu từ giữa thập niên 60 của thế kỷ trước, đưa ASEAN trở thành một tổ chức toàn khu vực, một trung tâm quyền lực mới của châu Á, Thái Bình Dương, với tính thích nghi cao, sự năng động và sức sống mạnh mẽ. Đông Nam Á có ảnh hưởng lớn mạnh, thậm chí trở thành trung tâm cốt yếu trong chiến lược đối ngoại của các nước lớn trong các mục tiêu khác nhau. Điển hình là ASEAN trở thành đối tác kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục với nhiều quốc gia và tổ chức trên khắp thế giới. Đồng thời, những khu vực vùng biển tại Đông Nam Á như Biển Đông trở thành điểm nóng xung đột, tranh chấp trong bàn cờ các nước lớn trên thế giới. Tụ trung lại, Đông Nam Á là khu vực rộng lớn trong lục địa châu Á và được liên kết bởi tổ chức ASEAN. Không những sở hữu vị trí đắc địa trong đối ngoại của các quốc gia trên thế giới, mà từ lâu nó đã có trong mình những giá trị, lợi ích chiến lược mang tính lịch sử truyền thống. Có thể nói, khu vực Đông Nam Á trở nên đa dạng từ yêu cầu thống nhất của các quốc gia bên trong, đồng thời là sự vận động của thế giới bên ngoài. Điều này khiến khu vực này luôn tồn tại những diễn biến phức tạp. Lợi ích Mỹ và Đông Nam Á. Đại lượng thời gian là tương đối và luôn vận động liên tục, ảnh hưởng đến quyền lực của quốc gia trong quan hệ quốc tế. Tính từ giai đoạn chiến tranh lạnh đến khoảng 2 thập niên đầu thế kỷ thứ 21, thời gian đã chuyển biến quyền lực Mỹ theo nhiều cung bậc khác nhau. Sự thay đổi quyền lực kèm theo sự thay đổi chiến lược của nước Mỹ nhằm đảm bảo an toàn, giữ vững lợi ích quốc gia dân tộc. Trong đó, khu vực Đông Nam Á là một khía cạnh điển hình trong chiến lược những năm gần đây, giúp nước Mỹ mở rộng quyền lực lãnh đạo và cạnh tranh ảnh hưởng với kình địch Trung Quốc. Từ sau chiến tranh lạnh, Đông Nam Á không chiếm vị trí ưu tiên trong chính sách đối với khu vực Đông Á của chính quyền Mỹ. Tuy nhiên, sau sự kiện khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, Mỹ phát động cuộc chiến ở Trung Đông. Đồng thời, chính quyền Bush khai màn mặt trận thứ hai trong chiến dịch chống khủng bố toàn cầu tại Đông Nam Á. Dù có mặt ở Đông Nam Á, nhưng Mỹ chưa có chính sách hành động nào cụ thể, sâu sắc trong vai trò tìm kiếm lợi ích ấy. Ấy là cho đến khi Trung Quốc bắt đầu có dấu hiệu trỗi dậy một cách manh nha bằng các hành động quân sự tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là vùng Biển Đông. Lúc này, Mỹ đã có sự can thiệp và chuyển đổi chiến lược đối ngoại với khu vực này bằng việc xoay trục trong thời kỳ Tổng thống Obama. Tháng 7 năm 2009, khi đặt bút ký vào văn kiện xác nhận Mỹ tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á, TAC, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố: "Chúng tôi đang quay trở lại Đông Nam Á." Nhưng phải đến 6 năm sau, tức ngày 21 tháng 11 năm 2015, Mỹ và ASEAN mới chính thức tiếp tục nâng cấp mối quan hệ song phương lên mức độ đối tác chiến lược, mở ra một tầm nhìn mới trong khu vực này nhằm đối đầu cạnh tranh trong tương lai với Trung Quốc. Đối với Mỹ, Trung Quốc trở thành nhân tố thúc đẩy sự hiện diện của Mỹ tại đây. Sự trỗi dậy của Trung Quốc và ảnh hưởng của nó lên khu vực Thái Bình Dương là nguyên nhân chính khiến cho chính quyền Obama chú trọng đến mối quan hệ với ASEAN ngay khi nắm quyền. Chính quyền Obama một mặt nỗ lực tăng cường phổ biến hợp tác an ninh quân sự với ASEAN nhằm kiến tạo khung cấu trúc bền vững để phản kháng hành động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Mặt khác, tích cực hợp tác kinh tế nhằm cân bằng ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc. Theo nhận định của giới phân tích quốc tế, Hội nghị cấp cao Mỹ-ASEAN tại Sunnylands vào tháng 2 năm 2016 là một dấu ấn đặc biệt. Nguyên nhân hội nghị được tổ chức cho thấy có một phần tác động từ những hành động quyết liệt của quân đội Trung Quốc trên Biển Đông, bao gồm những hành động khiêu khích, ngăn chặn quân đội Mỹ thực hiện các hoạt động đảm bảo tự do hàng hải. Lợi ích của Mỹ được mở rộng khi Donald Trump lên nắm quyền vào năm 2016. Trong hội nghị APEC năm 2017, chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Tổng thống Donald Trump đã được đi vào thực tiễn. Về cơ bản, đây là sự tiếp nối của chính sách xoay trục của Tổng thống Obama. Tuy nhiên, thay vì tiếp cận bằng biện pháp ôn hòa và nhấn mạnh việc hợp tác, xen lẫn cạnh tranh với Trung Quốc, Trump lại trực tiếp xác định Bắc Kinh chính là đối thủ cạnh tranh đe dọa đến lợi ích của Mỹ, nhất là về kinh tế thương mại. Chính sách FOIP đề cao sức mạnh quân sự, quan hệ kinh tế song phương chiến lược nhằm đảm bảo những lợi ích quốc gia hướng đến mục tiêu duy trì trật tự khu vực do Mỹ lãnh đạo. Chính sách này nhắm vào Trung Quốc một cách trực diện nhất. Thậm chí, sau cuộc bầu cử năm 2020, tân Tổng thống Joe Biden tuy có cách thức dẫn dắt đất nước khác Donald Trump, song về cách hành xử cạnh tranh với Trung Quốc vẫn kiên định. Qua đó, điểm chung về lợi ích của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á được phơi bày, gắn liền với vai trò kiểm soát quyền lực Trung Quốc và hướng đến hợp tác kinh tế, thương mại sâu rộng.
Mặc dù trong FOIP hướng đến một phạm vi khu vực chiến lược rộng lớn, nhưng trụ cột chính vẫn là Đông Nam Á. Có thể thấy, Mỹ hiện diện tại khu vực Đông Nam Á để đảm bảo lợi ích chính trị hơn là kiểm soát thị trường kinh tế mới. Thế nhưng, mối quan hệ chính trị và kinh tế luôn đi đôi với nhau. Do đó, lợi ích của Mỹ tại khu vực này luôn gắn kết bởi hai nguyên nhân này. Chưa kể, Mỹ muốn cân bằng chúng để tiện chuyển đổi chiến lược kịp thời. Nhìn rộng hơn nữa, bằng việc ngăn chặn Trung Quốc, Mỹ vừa gây được sức ảnh hưởng của mình tại Đông Nam Á. Và nếu Mỹ thắng thế tại Biển Đông, trong tương lai, tham vọng kinh tế của Mỹ sẽ trở thành hiện thực. Láng giềng của Trung Quốc. Để đạt được tham vọng giấc mộng Trung Hoa, Trung Quốc đã thực hiện những nhiệm vụ cụ thể tương thích cho từng khu vực với từng chiến lược thích hợp. Hướng tới Đông Nam Á, có 3 bước phát triển quan trọng trong việc thực thi chính sách thể hiện rõ ràng lợi ích của Trung Quốc, đó là quyết tâm giành lại chủ quyền ở biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, tăng cường ảnh hưởng thông qua hội nhập kinh tế và phân định sức mạnh cũng như vị thế với Hoa Kỳ ở châu Á. Với tham vọng tại Đông Nam Á, các nhiệm vụ này là tối quan trọng đối với Trung Quốc. Vào năm 2012, tại Đại hội thứ 18, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức xác định kế hoạch và mục tiêu cụ thể xây dựng quốc gia này thành cường quốc biển. Về ý nghĩa chiến lược, Trung Quốc nhận thấy vùng biển Đông Nam Á là cửa ngõ duy nhất để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng, bởi đây là cổng chốt chặt của Nga với cường quốc mạnh và rộng lớn bao vây ở phía bắc Trung Quốc. Phía đông của Trung Quốc là khối đồng minh chiến lược Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Phía tây nam là Ấn Độ và Myanmar, cũng là hai nước mà Mỹ đang tăng cường cải thiện mối quan hệ. Do vậy, con đường Nam Tiến là nơi thuận lợi nhất để Trung Quốc vươn ra biển. Chính vì lẽ đó, các hành động quân sự xâm phạm chủ quyền lãnh thổ biển với các quốc gia ở Đông Nam Á trong tuyên bố đường chính đoạn cho thấy rõ lợi ích của Trung Quốc tại đây. Điều Trung Quốc muốn là mở rộng lãnh thổ biển bằng việc đẩy mạnh quân sự hóa. Nếu đạt được thành công, quốc gia này dễ bề kiểm soát chủ thể Đài Loan, tránh khỏi sự ly khai, đồng thời thu thập thêm lãnh thổ phát triển kinh tế biển. Bên cạnh đó, Trung Quốc muốn khôi phục lại vị trí trung tâm kinh tế thế giới từ dấu ấn lịch sử vẻ vang của dân tộc vào thời kỳ nhà Đường với con đường tơ lụa. Hiện nay được cải biên thành chiến lược OBOR. Chiến lược này được xem là bước tiến quan trọng trong chính sách ngoại giao với các nước láng giềng của Trung Quốc, bởi OBOR không chỉ dành riêng cho các nước cận kề biên giới, đối tượng chủ yếu vẫn tập trung vào các nước láng giềng của Trung Quốc như là khu vực Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á và Đông Bắc Á. Mục tiêu nhằm thiết lập một khu vực chịu ảnh hưởng của quốc gia này trong phạm vi đại chu biên. Qua đó, điều này chắc chắn giúp Trung Quốc tạo đà phát triển, bao gồm thế và lực cho chiến lược trỗi dậy toàn cầu, đồng thời thiết lập môi trường lân cận hòa bình dễ kiểm soát, đẩy lùi ảnh hưởng phương Tây, nhất là vai trò của Mỹ. Do vậy, chiến lược OBOR là một chiến lược ngoại giao kinh tế, thâu tóm và phân định vùng ảnh hưởng của Trung Quốc với các chủ thể quốc gia khác, trước hết là trong khu vực xung quanh. Ngoài ra, đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết với Trung Quốc, khi mà Hoa Kỳ đang có những hành động can dự sâu sắc tại Đông Nam Á. Vai trò của Mỹ kích thích các hành động gia tăng quyền lực và mở rộng lợi ích cốt lõi tại khu vực này của Trung Quốc. Họ đã áp dụng các chính sách quyết đoán, đặc biệt liên quan đến các yêu sách lãnh thổ với các nước Đông Nam Á và các nước láng giềng khác nhằm đánh bại hoàn toàn vai trò phản kháng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá rằng các hành động của Trung Quốc đôi khi lại cho kết quả đi ngược lại các lợi ích quan trọng vì họ giúp củng cố liên kết các nước Đông Nam Á trước tình trạng Trung Quốc ngày càng hung hãn. Trung Quốc càng cảm tưởng an ninh quốc gia bị đe dọa bởi liên minh không chính thức giữa các nước Đông Nam Á với Hoa Kỳ đang dần hình thành. Do vậy, Trung Quốc phải duy trì ảnh hưởng mạnh mẽ hơn nữa tại Đông Nam Á nhằm đề phòng mối nguy hiểm vô hình và quan trọng hơn là đẩy lùi vai trò của Mỹ khi đang hiện diện một cách mạnh mẽ. Tóm lại, lợi ích chiến lược ở khu vực Đông Nam Á của Trung Quốc đang được hình thành rõ nét với việc trở thành một bộ phận quan trọng nhằm hiện thực hóa tham vọng giấc mộng Trung Hoa. Tại đó, các lợi ích rõ ràng nhất là mong muốn trở thành cường quốc biển bằng cách chậm rãi tiến hành quân sự hóa và tìm kiếm lợi ích kinh tế đang cài thủ đoạn chính trị linh hoạt để kiểm soát khu vực này nhằm đẩy lùi ảnh hưởng của Mỹ. Tổng kết, khu vực Đông Nam Á ngày nay đang là tâm điểm cốt lõi trong lợi ích chiến lược của Mỹ và Trung Quốc. Tại đây, lợi ích của hai nước tương phản nhau mà không tìm ra điểm chung, khiến các hành động cạnh tranh trở nên quyết liệt hơn. Các nhà khoa học chính trị ngày nay đang cùng nhau thảo luận, lý giải và lại giải thích xem có mối nối lợi ích nào tại Đông Nam Á có thể trung hòa được mâu thuẫn hay không. Nhưng, rốt cuộc, câu trả lời phải đến từ nỗ lực chung của thế giới, cùng nhau kiến tạo hòa bình, chung sức can thiệp vì lợi ích toàn cầu, chứ không phải vì bất cứ quốc gia đơn lẻ nào. Về phần mình, Việt Nam khó tránh khỏi những tác động từ Mỹ và Trung Quốc tại Đông Nam Á. Điều cốt yếu là phải tin tưởng vào mình nhiều hơn, tôn trọng, đề cao các giải pháp hữu hiệu của quốc tế bằng cách giải quyết trên cơ chế hợp tác đa phương. Và đó là những phân tích của tác giả về vai trò của Đông Nam Á trong mối quan hệ đối nghịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo các bạn, còn lý do nào thúc đẩy mâu thuẫn giữa hai quốc gia này tại khu vực Đông Nam Á hay không? Hãy cho chúng mình biết dưới phần comment nhé!
Cũng đừng ngần ngại like và subscribe cho Spy Room để tiếp tục đón nhận nhiều nội dung thú vị khác trong tương lai. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.